Các bạn ơi, trên tay chìa khóa của Tesla. Và đây là chiếc Tesla Model 3 với cái tên phiên bản là Long Range. Chiếc xe này là cái phiên bản mà khi chúng ta sạc đầy viên pin của nó trong vòng 7 tiếng đồng hồ thì sẽ chạy được khoảng 500 km. Đây là một mẫu xe có cái khả năng tăng tốc khá là ấn tượng các bạn ạ. 5,1 giây để đạt cái vận tốc từ 0 đến 100 km/h. Đấy, một mẫu xe điện đấy các bạn. Để mở cửa chiếc xe này thì chúng ta không có chìa khóa đâu ạ. Ta buộc phải dùng chiếc thẻ này. Đây cũng chính là chìa khóa của nó. Và các bạn thấy không? Ngay đến cái tay nắm cửa đấy, nó làm rất là khác biệt này. Xin thưa với quý bạn rằng là đây là mẫu xe điện, thế cho nên là chúng ta không có động cơ đốt trong ở đây nên cũng không cần cả lưới tản nhiệt phía trước luôn. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm là với những cái thiết kế khí động học thì ở đầu xe của chiếc Tesla Model 3 này chúng ta vẫn sẽ có những cái khe hút gió. Đây, đây là khe gió có cái nhiệm vụ là đưa cái luồng gió vào để triệt tiêu cái khu vực luồng gió xoáy ở phần hộc bánh xe, giúp cho chiếc xe đạt được cái hiệu suất tăng tốc tốt hơn. Toàn bộ cái hệ thống đèn này thì đều được trang bị là bật cảm ứng hết, auto, có cảm biến ánh sáng mà. Đây các bạn thấy cái giải LED của nó sáng quắc luôn. Hệ thống đèn pha cũng thế. Còn ở dưới đây này, đấy, đèn mở góc lái thì đầy đủ hết nhá. Ơ, nó răng bằng nhựa. Để xem ạ. À không, không phải đâu các bạn ạ. Cái bộ la răng của Tesla ấy là bên ngoài là họ được bọc một cái lớp nhựa như thế này để làm tăng cái tính khí động học của xe thôi. Còn bên trong thì vẫn là những cái nan hợp kim hết nhá. Có rất nhiều những cái vị trí tưởng chừng như là camera 360. Nhìn thế này tưởng 720 luôn, nhưng không phải 360 mà không phải các bạn ạ. Đây hoàn toàn là hệ thống mắt camera để giúp chiếc xe có thể kiểm soát được tất cả xung quanh những cái vật di chuyển ở bên ngoài. Ở trên cái chiếc Tesla Model 3 này thì rất khó các bạn có thể tìm kiếm được cái hệ thống cửa gió điều hòa ở cái bảng táp lô phía trước các bạn. Để các bạn có thể thấy này, ở trên đây thì chúng ta có nhựa mềm này, có gỗ này, có các cái vật liệu bọc da ở đây này. Nhưng mà cái hệ thống cửa gió điều hòa ấy lại được nằm giấu khéo léo ở đây. Mà khi các bạn sử dụng thì chắc các bạn cũng rất là khó lòng mới có thể tìm hiểu là thế cái hệ thống cửa gió điều hòa đây thì chúng ta chỉnh như nào? Tất cả chúng ta đều phải chỉnh qua cái màn hình ở chính giữa đây các bạn này. Đấy. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ chỉnh qua ở đây hết. Bấm vào đây, hệ thống cửa gió điều hòa được mở lên đây. Từ nhiệt độ này, rồi các cái mốt điều hòa này. Đây này, đấy, hệ thống gió này các bạn chỉnh này. Bay bay lượn lượn, trông bồng bềnh luôn, óng ả. Như tấm lụa. Và với Tesla Model 3, một chiếc xe điện, thì ngay đến cái vị trí mở cửa, cái cách mở cửa nó cũng hơi hiện đại hại điện một chút các bạn ạ. Chúng ta rất khó lòng tìm được những cái chốt hay cái lẫy mở cửa ở đây. Chúng ta sẽ phải sử dụng tới một cái nút để mở cửa. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ cái nút đây ở đây. Đây, ta ấn vào đây một cái là chiếc cửa sẽ được mở ra. Và cũng chắc chắn là sẽ rất nhiều các câu hỏi các bạn hỏi chương trình hay hỏi tôi rằng là thế thì hết điện thì chúng ta mở cửa làm sao được, phải không ạ? Đặc biệt là hết cạn điện nữa thì chắc chắn chúng ta không thể mở được. Nhưng mà Tesla, các nhà sản xuất các bạn yên tâm, người ta là kỹ sư, người ta kính tính hết cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ có một cái lẫy mở cửa ở ngay phía dưới của cái khu vực điều chỉnh cái hệ thống cửa kính ở đây. Đây, lẫy cơ học. Đó. Anh em ơi, các bạn ơi, các bạn đã nghe cái xe đánh giấm bao giờ chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xe đánh giấm nó như thế nào nhé. Bây giờ vào đây này. Đấy. Cái màn hình này hơi bị nhiều cái hay luôn. Ông quay phim mà. Úi dồi ôi. Quay phim này chưa như ăn mít thì sao, ăn hạt mít thì phải. Ui, gắt thế, gắt thế. Thử thử chỗ của mình làm sao nhé. Ui dồi ôi.
Nghe thôi mà thấy bụng nó sôi hào hào rồi các bạn ạ. Thật ra là chúng ta có thể tùy chọn rất nhiều các cái tiếng động mà phát ra khác nhau ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy rất rõ ạ. Nó chỉ là những cái rất là thú vị ở trên cái xe này đấy. Đấy, hôm nay các bạn được xem xe đánh giấm như nào đấy nhá. Bây giờ thì nó sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng khác. Ví dụ như là ngoài trời mà phủ tuyết trong xe mà đang có cặp tình nhân muốn sưởi ấm thì chúng ta bấm vào đây. Các bạn có nghe thấy tiếng củi đốt lốp đốp không ạ? Các bạn đã cảm nhận được hơi ấm chưa ạ? Chúng ta cảm tưởng như chúng ta đang ngồi ở trong phòng khách đối diện một cái lò sưởi, cầm ly rượu vang, cầm điếu xì gà. Chú ý nhé, các bạn nhỏ mà lên xe này mà truy cập được vào cái hệ thống màn hình game ở đây thì có khi ngồi cả ngày không xuống xe luôn. Tìm những cái điểm sạc điện thông qua cái bản đồ ở đây. Đây, khi mà tôi hết điện này, bấm vào hãy cho tôi điểm sạc. Wow, xin chúc mừng các bạn đã có một điểm sạc được tìm thấy ở Nam Ninh, Trung Quốc. Đùa các bạn chút vậy thôi. Ở Nam Ninh mà anh em mình đi Tesla sang thì đi giữa đường chắc là cũng phải ghé qua vài địa điểm sạc khác. Đây hiện tại trên bản đồ đang tích hợp này, còn ở Việt Nam mình thì sắp tới cũng sẽ có nhiều những cái điểm sạc được trang bị để cung cấp cho những cái phương tiện sử dụng như là xe máy điện. Và ngay đến cái việc mà chúng ta mở cốp hay là mở cái phần nắp capo ở phía trước cũng là phần cốp, chúng ta cũng sẽ điều khiển hoàn toàn ở đây các bạn này. Đấy, phần cốp được mở lên này, phần cốp sau được mở lên này. Phần cốp thì chúng ta có thể mở ở bên trên hoặc là mở ngay ở đây. Ngoài ra thì bên trong cũng sẽ được setup một cái lẫy để chúng ta mở từ bên trong để tránh cái tình trạng bị bắt cóc. Làm nào mở cốp lên nhỉ các bạn nhỉ? Mình hơi quê rồi. Đấy. Đấy. Xe điện mà hiện đại hại điện lắm. Dùng các cái vị trí mở cốp nó cũng khác người. Đây là cái hàng ghế thứ hai của chiếc Tesla Model 3 các bạn ạ. Các bạn thấy này, đầu tiên thì phải nói là cái da này sờ sướng. Cái ghế ngồi cũng thích luôn, nó rất là êm. Cái vị trí mà điểm mà Duy cảm thấy không thích ấy, nó chính là cái phần nệm ghế ở phía dưới này. Mặc dù ngồi sướng rồi nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào ấy thì cái phần đệm đỡ chân này nó không đỡ được vào cái phần đầu đùi này. Đấy, khiến là chúng ta ngồi cái chân này nó không được thư giãn thoải mái lắm. Với cái lưng thì ngồi rất là thích. Đó, cái độ võng của nó vừa phải và nó khá là ôm người. Có một cái ưu điểm ở trên chiếc xe này mà khi mà Duy vận hành, Duy trải nghiệm hay là Duy khi mà Duy trải nghiệm thì nhận thấy rõ là cái kích âm của nó rất là tốt. Mặc dù xung quanh các bạn thấy này, ở trên nóc xe thì toàn bộ là kính nhá. Và ở bên này cũng là kính, không viền luôn các bạn ạ. Và có lẽ là các bạn sẽ có cái câu hỏi là với cái mẫu xe mà phần nóc xe này toàn kính như thế này thì khi mà sử dụng ở cái điều kiện tại thị trường Việt Nam mình nắng nóng như thế này thì nó có ảnh hưởng gì không? Xin thưa với quý vị bạn rằng là gần như là sự ảnh hưởng đấy rất ít các bạn ạ. Cái phần nóc xe và cái phần kính trước này thì Tesla đã thiết kế là các loại kính khá là đặc biệt, được tách biệt làm 3 tấm. Một là tấm kính lái, hai là trên nóc của cái hàng ghế thứ nhất, và cái tấm kính thứ ba chính là cái tấm kính mà được kéo dài từ khoảng ngăn giữa hàng ghế nhất, hàng ghế thứ hai tới tận phần đuôi xe luôn. Và đều được phủ những cái lớp để cản tia UV này, cản nắng này, và cản luôn cả những cái việc bị cái nhiệt nó tác động qua lớp kính vào bên trong khoang cabin nữa. Và đối với chiếc Tesla Model 3 này thì các bạn thấy đó, chúng ta phải sử dụng chiếc thẻ này làm chìa khóa, rồi sau đó chúng ta đặt vào đây. Đó. Một chiếc xe mang trong mình đầy những công nghệ. Tiếp theo thì với cái vị trí chỉnh gương và chỉnh vô lăng thì các bạn cũng có thể thấy là chúng ta sẽ phải điều chỉnh ở trên cái phần màn hình này. Đây là điều chỉnh gương này, lép này, ride này. Đó. Điều chỉnh gương thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái núm ở trên đây. Đó. Nói chung là dùng như dùng smartphone với cả dùng iPad Pro luôn. Đây, chúng ta điều chỉnh cái vô lăng này cũng thế đấy, các bạn có thể thấy này. Đó. Thò ra này, thụt vô này. Tất cả những cái phím cơ học bây giờ là tích hợp hết vào trong điện tử hết rồi. Còn một cái điểm nữa mà tôi muốn nói với các bạn, đó chính là chiếc xe này là không có phanh tay luôn các bạn ơi. Phanh tay điện tử cũng không có luôn. Ở đây, kích hoạt cái nút đây từ D về P.
Đó. Là chúng ta sẽ tự động kích hoạt phanh tay này. Còn bây giờ đi chúng ta cũng sẽ sử dụng cái cần số ở phía sau vô lăng, giống như là những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Đấy. Chỉ cần nhấp nhẹ vào chân ga là chiếc xe đi luôn. Các bạn có thể nghe thấy cái sự tĩnh lặng đến từ cái khoảng không gian bên trong khoang cabin của chiếc xe này không? Chúng ta sẽ không có tiếng ồn của động cơ đốt trong, không có tiếng ống xả, cách âm bên ngoài rất là tốt. Đấy, các bạn có thể thấy ở trên cái iPad Pro ở chính giữa này, tôi gọi vui là cái iPad Pro vì trông nó hoành tráng quá, màn hình hoành tráng quá. Đấy, tất cả các cái cảm biến xung quanh hoạt động kêu tít tít liên tục. Ai mà đường tắc đường ở mình kêu đau đầu luôn này, các bạn thấy đây, cái hệ thống radar ở hai bên, hệ thống radar phía trước này là hoàn toàn nhận diện hết tất cả những cái phương tiện đi trên đường này, từng chiếc xe máy một luôn. Đấy, con chiếc xe con đang đi bên cạnh chúng ta này, xe máy vượt lên này, đằng trước là một chiếc xe tải này và rất nhiều xe máy luôn. Chiếc xe này thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được cái hệ thống treo cũng như là cái cảm giác mà từ vô lăng và từ chân ga. Bây giờ là tôi đang đi với cả cái chế độ chill. Các bạn có thể hoàn toàn vào trong cái phần này để cài đặt. Đây là cài đặt đỗ xe này. Đây. Steering mode này. Chúng ta cài đặt comfort này, standard này, sport này. Cái vô lăng của chiếc xe này được thiết kế dạng đáy vát đê cắt ấy. Nó khá là nhỏ nhưng mà cái cảm giác cầm nắm thì rất là thích các bạn. Đây, một chiếc xe điện này chúng ta đang đi bình thường là Duy sẽ đẩy cái chân ga nó sâu hơn một chút nữa. Cái cảm giác là nó ngay lập tức nó sẽ di chuyển tăng tốc khi mà chúng ta can thiệp vào chân ga, và khi chúng ta nhả ra thì nó cũng sẽ từ từ được giả phanh chậm lại.